hello, Xin chào, xin chào các cô bác, anh chị, các bạn và các em. CC đi Hawaii về rồi. Về hồi đêm qua, lúc đó chắc cũng khoảng là 5 giờ sáng. Ngủ cho tới chiều hôm nay mới dậy ha. Thì CC um, có gọi cho chị Christine thì ngày mai đó là cái ngày mà hẹn về để laser mắt đó các bạn. Thì um, trời ơi, CC nói thật nha, chị Christine CC nói là trên cả tuyệt vời chị nhắc nhở không nhẫn gọi điện thoại nói mà còn viết cho các bạn rõ từng chút từng chút từng chút một. CC thật sự là rất là happy khi mà được giống như là làm việc chung với chị trong cái vấn đề làm mắt các bạn. Thì có thể là người Việt Nam của chúng ta rất là chu đáo như vậy đó. Nhưng mà thật sự là chu đáo ngoài cái sức tưởng tượng của CC lận là tại vì sao CC đi chơi CC quên không có mang theo cái cuốn sổ tay mà lúc CC nói chuyện với chị ở trên Zoom chị ghi rõ hết cho CC luôn rồi ở trong phone chị cũng nhắn tin chị text nhưng mà CC bị miss rất là nhiều thành ra bây giờ chị đã giúp CC và sau đó một người thư ký rõ ràng chi tiết mạch lạc từng tí từng tí từng tí một các bạn Sisi thật sự là rất là happy với chị Không những Chị chụp hình cho các bạn đi mua Những cái chai thuốc này Là chúng ta cần xài đây Mà chị còn Nói rằng là đi vào tới đó đi Đi tìm đi kiếm Nếu không có giống như vậy Thấy cái gì mà tương tự Chụp cái hình gửi cho chị Chị đang lái xe Mà các bạn biết ở Cali Lái xe đó là không phải dễ nha các bạn nó khó 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 rất là nhiều vì sao vì xe quá đông thành ra cc thấy làm phiền chị cc cũng ngại quá nhưng mà anh này là mc cc rất là cần vậy mà chị cũng dành rất là nhiều thời gian cho cc chị chụp hình cho cc chụp hình rất là nhiều và chị gửi cho cc rất rõ ràng chi tiết để chúng ta làm đúng ngày mai 9 giờ 30 sáng là CC có hẹn cho nên là trong ngày hôm nay CC phải xài xài thật là nhiều thì chị kỹ lưỡng như vậy nè chị ghi cho CC chị gọi cho CC mỗi một tiếng nhỏ mắt một lần phải xét cái tham alarm để alarm gọi chúng ta cứ một tiếng nhỏ mắt một tiếng nhỏ mắt một tiếng nhỏ mắt trước khi đi ngủ thì xài cái treo ở trong mắt khi bôi cái treo ở trong mắt Phải dùng cái band Băng cái con mắt của mình lại Ngủ cho tới sáng Rồi 9 giờ rưỡi sáng mai CC mới bắt đầu Đi vào gặp bác sĩ Đây là ba cái CC mua đây Mình cần Cần trong đêm nay Đúng ra là phải làm trước Ngày hôm qua rồi Nhưng về mệt quá CC chịu không có nổi Chiều nay mới ngủ dậy cho nên mới nhắn tin cho chị thì bây giờ để CC chia sẻ ha Có một số các bạn nhắn tin với CC là Chị ơi sao chị cho số phone mà không gọi được Còn một số các bạn Các chị không có biết tiếng Mỹ Nghe máy nói không à Rồi không có biết như thế nào hết Rồi cúp phone ngang Thì bây giờ để CC nói như vậy Thôi thì các bạn biết được Cái vấn đề làm mắt này qua CC Mà CC lại là người trực tiếp đi làm mắt cho nên các chị em nào mà không nghe được tiếng Mỹ nhiều như vậy Thì thôi nghe, nghe CC đi Tại CC làm rồi nè Ok Các chị em cần Nếu muốn làm mắt Bây giờ các chị em không cần biết mắt các chị em như thế nào Nhưng mà nếu mà các chị em đã khám mắt Khoảng mới mấy tháng này thôi Thì các chị em sẽ lấy cái tờ giấy đó Cầm được cái tờ giấy đó trong tay đi Cái đã Các chị em nào mà không liên lạc được với chị Christine hoặc là không nghe được tiếng Mỹ mà khi máy họ nói chuyện rất là nhiều rồi chúng ta mới bấm nút này nút kia nút nọ các chị em nào mà không nghe được như vậy thì bây giờ làm như vậy nè ha khi các bạn đi khám mắt rồi có được cái giấy khám mắt ở trong xem club ở Costco ở Walmart ở bất kỳ nơi nào có được cái tờ giấy đó rồi thì lúc đó các chị em hãy gọi chị Christine nếu mà không gọi được thì các chị em nhắn tin cho CC đi. Các chị em ghi tên của các chị em, số phone của các chị em. CC cần có hai cái đó thôi, tên các chị em và số phone các chị em. Nhắn vào số phone của CC 706 987 9063. 706 987 9063. Các chị em nhắn cho CC một cái tin nhắn là tên chị em là như vậy nè, Nguyễn Thị A nè và số phone của chị em. Cần làm mắt. Chị đã đi khám mắt rồi. CC sẽ chụp lại cái màn hình cái tin nhắn đó của các chị em. CC gửi cho chị Christine. Tại vì các chị em biết mà. Chị đi làm. Khi mà chị nhìn thấy được cái đó đó thì các chị em đã khám mắt rồi. Thì lúc đó chị sẽ liên lạc với các chị em còn bây giờ các chị em chúng ta chỉ có gọi 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 thôi chị nói cái lúc đầu cc chia sẻ đó quá nhiều người gọi mà chị đang đi làm chị không bắt thôn được cho nên là không biết rằng là khán giả cc hoặc là cc có giận chị hay không thì các chị em cũng thông cảm ha ai đi làm việc cũng như vậy cho nên cái việc đầu tiên là các chị em cần phải đi bác sĩ để khám mắt trước đi cái đã khi khám mắt rồi có được cái tờ giấy khám mắt ở trong tay rồi thì lúc đó các chị em liên lạc với chị christine người nào không liên lạc được nhắn tin nhắn với cc đi rồi cc sẽ chụp lại màn hình gửi cho chị cái chị mà thấy được có lúc nào chị rảnh là chị gọi cho các em chị gọi cho các chị em liền cũng rất là nhiều người nhờ qua cc thì cc cứ nhắn đại như vậy đó là tại vì sao vì cc đang đang làm việc với chị cho nên khi chị thấy được tin nhắn của cc thì chắc chắn rằng là chị sẽ ưu tiên trước tại vì chị đâu có biết là cc cần hỏi điều gì đó cho nên là hãy dựa vào cái đó thì khi mà chị nhìn thấy ồ người quen của cc hỏi thì lúc đó chị sẽ dành thời gian để liên lạc với các chị cái đó là cái cc giúp cho các chị đó dễ hơn nhanh hơn được một chút còn nếu như chúng ta chưa có cái giấy khám mắt thì bây giờ các chị có gọi thì chị christine cũng chỉ nói rằng là chị ơi hãy đi khám mắt em cần cái tờ giấy khám mắt đó là câu trả lời của chị christine đó phải có cái tờ giấy khám mắt sau đó thì chị mới biết đường để nói với các bạn được đôi mắt làm được và đôi mắt không làm được đôi mắt làm được kiểu này và đôi mắt có thể làm được kiểu kia không có tờ giấy khám mắt không cách nào trả lời được giống như cc lúc đầu cc cũng hỏi chị vậy thì chị cũng trả lời với cc như vậy chị cc chị đi khám mắt đi khi nào có được tờ giấy khám mắt đó rồi chị chụp hình chị gửi cho em nha thì từ cái lúc mà cc gửi cho chị rồi thì bắt đầu chị mới set up ngày giờ khi mà set up xong rồi chị cho cc một cái hẹn là gặp nhau ở trên zoom các bạn khi mà ngồi ở trên zoom á mình và chị đối mặt với nhau và chị sẽ mở một cái màn hình tv để cho các bạn xem ok mắt của chị cc cần phải làm như vậy như vậy như vậy nè rồi như vậy như vậy như vậy mỗi đôi mắt mỗi khác nhau khi mà nói chuyện xong rồi thì chị christine cho biết rằng là đôi mắt của chị cc làm được một con gần và một con xa đó đó là xong cái bước thứ hai ha tới bước thứ ba thì chị christine sẽ hỏi mình rằng là chị muốn trả tiền mặt một lần hay là chị muốn refinance thì CC chọn cái refinance 2 năm không tính tiền lời các bạn. Thì khi mà nói ra câu đó ai cũng thích như vậy cả. Các bạn muốn trả một lần hay không CC không biết. Nhưng mà CC nói với chị là refinance dùm cho CC 5 ngàn về đôi mắt của CC đó. Thì refinance không có tiền lời trong vòng 2 năm. Thì coi như mỗi một năm mình trả khoảng trăm mấy ha. Trăm mấy hai trăm gì đó nói chung là như vậy ha. Và chị Christine giúp cho CC refinance luôn đầu tiên là chị làm hết luôn rồi sau đó uh, step by step chị nói ờ bây giờ chị bắt đầu vào cái này đi chị rồi làm thế này thế này thế này thế này thế này đó thì cc và cháu ngoại của cc help cc ha tại vì thật sự tiếng mỹ nhiều lắm mà những cái câu đó cc cũng chưa từng bao giờ nghe qua thật sự là không biết các cháu nhỏ đã giúp cc làm để cho nó nhanh hơn thì bắt đầu làm gần xong rồi các bạn tới cái cuối cùng là chụp hình và scan qua thì không biết cái lúc đó làm sao mà cc scan hoài không được luôn mà mình cứ làm đi làm lại làm đi làm lại hoài như vậy đó thì cái đó là nó là một cái máy mà các bạn nó cứ thấy mình cứ làm như vậy hoài đó cái tự nhiên cái nó disconnect của cc luôn mà khi nó bị như vậy rồi không làm lại được nữa các bạn phải chờ tới bao nhiêu ngày nữa lận nhưng mà chờ thì lại trễ thế là cc lại gọi cho chị christine nữa mặc dù là chị rất rất là bận luôn đó các bạn tội nghiệp chị lắm chị vừa giúp cc mà cc biết ở bên kia chị đang có đường lai like, rồi chị đang có người chờ nữa nhưng mà chị giúp người nào thì chị giúp chọn luôn các bạn giúp cho tới cùng cho tới được thôi thành ra cái đó là cái quý đó các bạn thì cái đó cc coi như là bị fail rồi không có được là tại vì mình scan cái bằng lái của mình không có được không biết sao mà không được nữa cái chị Christine nói thôi được rồi chị chờ em chút thế là chị bắt đầu chị nói thôi để chị cái chỗ khác refinance cái bắt đầu chị refinance chỗ khác thì chị nói chị vừa mới bấm vào cái ok nó approve liền ngay tức thì là done. xong cái case của CC CC chia sẻ cho các bạn được như vậy là tại vì CC đã làm qua rồi mà CC thấy cái sự chân thành cái sự mà đồng hương người Việt mình á quý mến nhau rất là nhiều các bạn cái đó là vì công việc của họ thì họ phải như vậy để cho họ có được customer. Nhưng mà cái cách service, khi các bạn được tiếp xúc với lại cái người đối diện các bạn, các bạn sẽ nhìn thấy được cái sự chân thành, quý nhau lắm các bạn, thích nhau lắm. Mặc dù là cc chưa từng bao giờ gặp chị ở ngoài đời, thấy chị qua màn hình là cái ngày Zoom mình nói chuyện với nhau, chị rất là xinh đẹp. Thành ra đó cc rất có niềm tin vào, rất là vui và rất là happy trong chờ tới ngày làm mắt thì ngày hôm nay đã đến chị nói cc đi vào quơ mạc để mua những cái cần bây giờ xong rồi đêm hôm nay bắt đầu sau cái video này ccn end với các bạn là cc bắt đầu nhỏ mắt một tiếng đồng hồ nhỏ mắt một tiếng đồng hồ nhỏ mắt ha trước khi mà cc bắt đầu ngủ thì sẽ xài tới cái treo này nè khi mà bôi cái treo này vào một con mắt sau đó lấy cái băng keo băng lại và một con mắt bên này nữa lấy băng keo băng lại và ngủ luôn cho tới sáng sáng ngủ dậy tháo ra và sau đó sẽ đi tới gặp chị Christine là bắt đầu làm những gì đó thì chưa làm bây giờ CC không biết chia sẻ làm sao ha khi nào làm rồi thì thì để con ngày mai đi vô trong đó tiếp theo nữa sẽ làm gì thì CC sẽ chia sẻ để cho các chị em biết um, cái hành trình đi làm đẹp đôi mắt của mình để cho chúng mình không cần phải đeo những cái cặp mắt kính lão này nữa cc hứa với cả nhà nè cc mà làm mắt về rồi đó hết tất cả những cái kính của cc cc có từ hai độ 2 độ rưỡi cho tới bây giờ là 2 độ 75 ha cc sẽ tặng lại cho các chị em nào đúng độ đó là những cái mắt kính cc đã xài qua bao nhiêu năm nay rồi nhưng mà nó là kính hai chồng từ cái đời cũ cho tới cái đời mới bây giờ tại vì bây giờ cc có đẻ đó cũng đâu có đeo thì có nhiều lắm có cũng tới chắc hai mươi mấy cái đó tại vì điệu lắm <laughs> thì sẽ có cái mới sẽ có cái cũ ha đôi mắt cc mà đã làm ok rồi không cần phải đeo những cái kính này nữa cc sẽ gửi tặng cho các bạn thì các bạn nào muốn thì cứ bình luận cho cc đi cho cc biết bạn mấy độ thì uh, cc có cái nào tặng cái đó nhưng mà nhớ nè cái đó cũ rồi cc xài qua rồi nhưng mà vẫn giữ kỹ ha thì uh, các bạn nào muốn thì cc tặng lại nhưng mà đừng có chê là đồ cũ nha cc nhấn mạnh là đồ đó cc là những cái mắt kính này cc đã xài qua nhưng mà nói chung là nó còn rất là đẹp nó rất là mới có nhiều kiểu nó đi continue luôn rồi nhưng mà vì nó đẹp cho nên cc lưu giữ lại để dành ha thì bây giờ không cần nữa thì các bạn nào cần cứ nói cho cc biết các bạn bao nhiêu độ cc sẽ gửi tặng nhớ nha cc đã xài qua rồi ok rồi thôi bây giờ thì cc xin được tạm ngừng video ở đây nha bây giờ bắt đầu nhỏ mắt nè rồi tiếp theo ngày mai như thế nào nếu mà về mắt cc bình thường cc sẽ tiếp tục làm video nữa còn nếu như mà bác sĩ dặn rằng là không được tiếp xúc với màn ảnh trong vòng bao nhiêu tiếng bao nhiêu ngày đó thì cc sẽ chia sẻ video sau ha đó Và đây cầu xin cho mọi điều vui vẻ tốt lành mọi việc được tốt đẹp trong ngày mai ok ok cc xin được tạm ngừng video ở đây kính chúc cả nhà một ngày mới luôn vui vẻ bình an và hạnh phúc hẹn gặp lại cả nhà những video tiếp theo bye bye i love you